Sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 30 tháng 3 năm 2020. Và quay trở lại màn ảnh nhỏ hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng tay 12. Và bộ bàn ghế này đã có chủ nhân, đây là hình ảnh chủ nhân là Bá Vượng ở tại Tình Cương Cẩm Khê Phú Thọ. Và hôm trước thì Bá đã đặt chúng tôi bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng này, và hôm nay chúng tôi đã xong phần mộc và Bá đã xuống để duyệt và nghiệm thu bộ bàn ghế này. Bộ bàn ghế này thì là hàng rời dặn, bán 2 phân cũng như là của yếm liền. Toàn bộ gỗ là chọn lọc 100% chất liệu gỗ hương đá, chúng tôi là gỗ đẹp trọn vân và không có rác một chút nào cả. Đây là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ của bộ Tần Thủy Hoàng đây, quý vị có thể thấy trên màn hình. Mẫu ghế Tần Thủy Hoàng hiện nay được khách hàng sử dụng rất là nhiều do cái phong cách thiết kế nó mới lạ. Đây là chiếc bàn và đôi, hàng rất là dày dặn chắc chắn. Hiện tại sản phẩm chúng tôi là vừa xong mộc và Bá đang về để nghiệm thu sản phẩm này. Khi kê vào gia đình bàn giao thì tôi sẽ quay thêm một video clip nữa để cho quý vị có thể xem được hình sản phẩm. Đây, quý vị thấy là cái đường nét được chạm này là sắc nét này, rất là sắc nét, cũng như là cái phần hàng ngang chúng tôi là thợ làm rất là kỹ, mẫu mạ cực kỳ chắc chắn. Mặt bàn liền tấm, phần gỗ quá đẳng cấp luôn. Do sản phẩm mộc nên là nó vẫn chưa nổi vân lên quý vị nhá, khi hoàn thiện lên thì rất là đẹp. Yếm chúng tôi yếm đục hoa lạ tây theo yêu cầu của khách hàng, hàng sạch sẽ kể cả trong ra ngoài, sau như đằng trước luôn. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhé, theo số điện thoại là 0987 510 86. Cơ sở tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm thì hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi được những sản phẩm mới nhất về, hoặc là những thông tin mới nhất về đồ gỗ chúng tôi chia sẻ trên kênh YouTube. Đây là một góc máy khác của bộ ghế. Bộ ghế này là bao gồm 7 món và Bá Vượng có đặt thêm chúng tôi một chiếc đôn kẹp ghế nữa là 7 món. Còn hàng thông thường là chúng tôi làm chỉ có 6 món thôi. Ok, xin chào mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác, video tôi quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất của chúng tôi.